Thế giới diệu kỳ tập 83, hải cẩu ăn đá. Lạnh chết mất, tớ sẽ biến thành tượng băng trước khi câu được cá mất. Cần câu của cậu rung bần bật như vậy, câu được cá mới lạ đấy. Tớ cũng hết cách, nơi này đúng là quá lạnh. Sớm biết như vậy thì đã không cùng tiến sĩ đến đây thám hiểm rồi. Này Plunka, những tảng băng dụng này liệu có cách thành dòng sông băng không? Chuyện này tớ cũng không biết nữa. Dựa theo tình hình khí hậu, những tảng băng này cần thời gian một tuần nữa mới có thể kết lại thành sông băng. Ồ, thì ra là như vậy. Bên ngoài lạnh quá, chúng ta vào trong khoang thuyền ngồi đi. Dân. Plunka, tiến sĩ, mau tới đây. Thuyền của chúng ta bị đóng băng rồi. Mau nhìn này. Tiến sĩ, chỗ băng này bao giờ mới tan đây? Vậy thì phải xem mặt trời thôi. Chúng ta rắc rối to rồi. Chuyện nguy cấp hơn là thức ăn và nước uống của chúng ta đã dùng hết rồi. Hả? Vậy phải làm sao đây? Chuyện này... Các cháu mau tới đây. Các cháu hãy lên hòn đảo nhỏ kia tìm thức ăn. Tiến sĩ, trên hòn đảo nhỏ đó có thể có gì chứ? Các cháu có thể kiếm được ít nước uống, còn có thể câu cá. Ta còn phải suy nghĩ xem làm thế nào đưa thuyền ra khỏi sông băng. Thoải mái quá, đốt thêm chút nữa. Chỉ còn có vài trang thôi. Đốt hết đi. À, có cá. Chẳng có gì cả. Plunka, mau tới đây. Chuyện gì thế? Cậu nhìn kia. Liệu có phải quái vật không? Tớ cũng không biết nữa. Là hải cẩu hả? Đúng là báo động giả. Cậu nhìn kia. Mặc kệ họ. Cậu mau câu cá đi. Chỉ có một con cá nhỏ thế này thôi à? Vậy còn tốt hơn là không có gì. Chúng ta chia ra ăn thôi. Chẳng bỏ dính răng. Hải cẩu đang ăn đá kìa. Liệu có phải vì đói quá nên mới như vậy không? Tớ nghĩ chắc là như vậy. Vậy chúng ta tặng cho họ con cá nhỏ này đi. Được, tớ cũng nghĩ như vậy. Nào, mời ăn cá. Giờ chúng tớ không ăn cá. Không ăn cá ư? Giờ chúng tớ đi đây. Họ lạ thật đấy. Cá ngon lành thì không ăn, lại đi ăn đá. Có phải họ bị làm sao rồi không? Lẽ nào những hòn đá đó rất đặc biệt? Đúng rồi, chưa biết chừng lại ăn được đấy. Để tớ ăn thử xem sao. Chưa biết chừng lại ngon lắm đấy. Vậy cậu thử trước đi. Tớ nghĩ là nướng lên thì sẽ ngon hơn. Rắc thêm ít cát làm gia vị. Được. Chắc là được rồi đấy. À, nóng quá, nóng quá. Plunka, miệng của cậu.
miệng của cậu biến thành hai cây xúc xích rồi. Miệng của tớ. Buồn cười chết mất. Không được cười, miệng xúc xích. Không được cười, vẫn còn cười à. Lên cao nhìn kìa, là thuyền của tiến sĩ. Chúng ta có thể quay trở về thuyền rồi. Này các cháu ơi, tiến sĩ Lên ca, miệng cháu bị làm sao thế? Tiến sĩ, bọn cháu câu cá mà không được. Nhìn thấy hải cậu đang ăn đá, Willy liền nói đá ở Bắc Cực có thể ăn được. Sau đó bọn cháu liền Lên ca có miệng xúc xích. Cậu nói cái gì? Đều là lỗi của cậu. Cậu đừng có trách mình mãi thế. Chẳng phải cậu đắt cát lên làm gia vị sao? Đó không phải lý của cậu hả? Nhưng người rắc lên là cậu mà. Đều tại cậu. Đều tại cậu. Được rồi, được rồi. Chi bằng chúng ta đi hỏi hải cậu đi. Chào các cháu. Chào ông. Ông tìm bọn cháu có chuyện gì không? Là thế này. Hai cậu nhóc này có chuyện muốn hỏi cháu. Cháu có biết họ? Họ cần học theo cháu ăn đá nữa. Hả? Ăn đá ư? Cháu thấy hải cậu ăn đá mà. Thì ra là chuyện này. Chúng tớ ăn đá không phải vì nó ngon, mà là để nghiền nát những thức ăn cứng như vỏ sò trong dạ dày giúp cho tiêu hóa. Không chỉ như vậy, ăn đá cũng khiến cho thân hình mập mạp của bọn tớ dễ lặn hơn. Thì ra là như vậy. Cậu thấy chưa, em bé còn hiểu biết nhiều hơn cậu. Cảm ơn các cháu đã giảng bài cho hai cậu nhóc này. Nếu không, chúng sẽ thực sự nghĩ cách để ăn đá đấy. Không có gì à. Được rồi các cháu, chúng ta đi thôi. Lên thuyền thôi, lên thuyền thôi. Thế giới diệu kỳ, tập 84, cỏ nhảy múa. Tiến sĩ, bọn cháu tới chơi đây. Tiến sĩ, chào mừng các cháu. Nhà tiến sĩ lại có thêm rất nhiều thứ thú vị. Chào tiến sĩ. Chào các cháu. Tiến sĩ, gần đây bác đang làm nghiên cứu gì thế? Gần đây bác đang nghiên cứu những nội dung liên quan đến thực vật. Thảo nào ở đây có nhiều cây cối như vậy? Tiến sĩ, cái cây kỳ lạ không giống cây mà cũng chẳng giống cỏ này là gì thế? Wow, dễ thương quá. Cái này là... Tiến sĩ, cái cây này dễ thương quá. Tặng cho bọn cháu nhé. Tất nhiên là được chứ. Tuyệt quá, cảm ơn tiến sĩ. Tạm biệt tiến sĩ. Tiến sĩ, cháu cũng về đây. Tạm biệt tiến sĩ. Được, tạm biệt. Này, Lên Ca, đợi tới dưới. Các cháu sẽ thích chậu cây này cho mà xem. Đặt ở đây là phù hợp nhất. Đúng thế. Buồn ngủ quá. Tớ phải đi ngủ đây. Vậy tớ đi đọc sách, nghe nhạc. Lần ca, yên lặng chút nào. Lên ca, yên lặng chút nào. Lên ca, mau nhìn này, cái cây đang cử động. Đây rốt cuộc là thứ gì thế? Không biết nữa. Tớ chưa từng thấy thứ này bao giờ. Tớ biết rồi, đây chắc chắn là phát minh mới của tiến sĩ. Phát minh ư? Thứ này... Cậu làm gì thế? Rốt cuộc là thứ gì thế? Nhìn thì cũng là một chiếc lá bình thường. Nó lại cử động rồi. Willy, mau nhìn này. Nó thực sự đang cử động kìa. Đây rốt cuộc là thứ gì thế? Đi ra trong sách xem nào. Quyển này không có. Quyển này cũng không có. Sao trong sách lại không có thông tin gì về nó thế?
đành để ngày mai đi hỏi tiến sĩ thôi. Thoải mái hơn nhiều rồi. Lonka, không ổn rồi. Làm sao mà kêu la ầm ĩ thế? Cậu nhìn này, sao lá cây lại gập hết lại thế? Tại sao lại thế này? Nó có thể cử động thay đổi hình dạng. Nói không chừng cái cây này là một cỗ máy. Vậy cậu nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Đây rốt cuộc là gì nhỉ? Lonka, chúng ta hãy quan sát thật cẩn thận, chắc chắn sẽ thu được kết quả. Đồ ngốc, đừng có ngủ nữa. Cậu nhìn này, thật không thể ngờ được, nó lại đang nhảy múa. Lẽ nào nó cũng thích nghe nhạc ư? Sao nó lại không nhảy nữa? Tớ có cách rồi. Nào, cùng nhau nhảy múa thôi. Một đóa hoa nhài thật xinh đẹp. Một đóa hoa nhài. Tớ cũng muốn nhảy. Sao nhạc dừng lại rồi? Willy, sao cậu lại tắt nhạc đi? Thú vị quá. Đừng làm ồn nữa. Willy, đừng gây ô nhiễm tiếng ồn nữa. Cậu xem, nó không cử động nữa rồi. Cậu nói linh tinh. Đưa đây, không đưa. Mau đưa đây, không đưa. Mau đưa đây. Các chó tranh giành như vậy sẽ làm cây bị thương đấy, tiến sĩ. Tiến sĩ, đây là cây máy mà. Làm sao bị thương được? Cây máy ư? Đây là một loại cỏ nhảy múa, là một loại cây cảnh. Cỏ nhảy múa ư? Chẳng trách mỗi lần đặt nó dưới ánh nắng mặt trời hoặc khi mở nhạc, nó đều sẽ lắc qua lắc lại. Buổi tối còn gặp lá lại nữa. Hơn nữa giống cháu, thích nghe loại nhạc nhẹ nhàng. Các cháu biết cũng không ít đâu. Tiến sĩ, cháu muốn biết tại sao cỏ nhảy múa lại biết nhảy múa. Cỏ nhảy múa là một loài đặc biệt hiếm thấy trong giới thực vật. Lá cỏ nhảy múa rất nhạy cảm với ánh sáng và sóng âm. Dưới ánh nắng mặt trời, nơi nhiệt độ không thấp hơn 22 độ, khi được kích thích bởi sóng âm thanh có tần số nhất định, tiếng lá sẽ lắc lư lên xuống. Các cháu hiểu chưa? Willy, nhìn tới nhảy múa đây. Đẹp hơn cây nhảy múa nhiều chứ. Thế giới diệu kỳ. Tập 85. Cát hát. Lonka, giờ chúng ta là thám tử rồi. Thám tử ư? Bảo vệ chính nghĩa, trừng trị tội phạm. Willy, cậu vĩ đại thật đấy. Lonka, cậu cũng là thám tử mà. Tớ cũng là thám tử à. Đợi chúng ta phá được vài dự án ly kỳ, rồi chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng. Chán quá đi mất. Willy,
đã mở cửa mấy ngày rồi, sao vẫn chưa có ai đến thế? Đợi thêm đi, hôm qua chúng ta mới đang quảng cáo mà. Mau nghe đi. Alo, xin chào. Xin chào, đây là dịch vụ thám tử tư phải không? Đúng vậy. Được được. Chúng ta có dự án rồi. Đêm qua, tôi nghe thấy tiếng ma quỷ kêu khắp ở gần Gò Cát. Không nhìn thấy hình dạng thế nào, nhưng âm thanh đó thật đáng sợ. Đáng sợ vậy sao? Vậy nó có làm hại đến ông không? Không hề. Tình hình như vậy thì tôi nghĩ rằng cần tôi và Plonka đến hiện trường điều tra mới có thể tìm ra thủ phạm thật sự. Đúng thế, Nguyên Nghi. Chúng ta làm thám tử phá án thì phải tới hiện trường điều tra, như vậy mới chuyên nghiệp chứ. Cuối cùng cậu đã thông minh hơn rồi. Tớ vốn rất thông minh mà. Được rồi, thôi chúng ta đi nào. Plonka, Yuli, đội thám tử siêu đẳng. Giờ để Willy này đi phá án nào. Làm thám tử đúng là ngầu thật đấy. Đúng thế. Đẹp quá, phong cảnh trên sa mạc thật là đẹp. Đúng là đẹp thật. Đúng là sa mạc rộng lớn mênh mông. Plonka, chúng ta tới đây để phá án, không phải để thưởng thức cảnh đẹp. Tớ biết rồi. Chúng ta phải trở thành Sherlock Holmes và bác sĩ Watson hiện đại, bảo vệ chính nghĩa, trừng trị tội phạm. Lily, cậu vĩ đại thật đấy. Tớ là Sherlock Holmes, cậu là Watson. Được thôi, Sherlock Holmes. Khắp nơi đều là cát, có thể tìm được manh mối gì chứ? Chỉ cần chúng ta tìm được một chút manh mối là sẽ phá án được. Đi nào. Manh mối khó tìm thật đấy. Sao phạm nhân vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Ở đâu nhỉ? Đồ kẻ xấu đáng ghét. Kẻ xấu, mau ra đây đi. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Đợi tới dưới. Chúng ta quay về đi, trời đã tối rồi. Chẳng có chút manh mối nào hết. Thương nhân kia chắc chắn đã lừa chúng ta rồi. Quay về nhất định tớ sẽ tìm ông ta tính sổ. Sói tới rồi ư? Đây hình như không phải là sói. Cậu nghe xem. Hình như có ai đó đang khóc. Lên ca. Cậu ma đấy. Lily, cậu ra ngoài xem đi. Cứu với. Xem ra thương nhân đã nói thật đấy. Đáng sợ quá. Tớ không muốn qua đó nữa. Không phải cậu là Sherlock Holmes? Sao cậu cũng sợ thế? Nên ra chúng ta nhất định phải phá án. Âm thanh hình như đến từ phía trước. Hả? Willy? Lạ thật. Sao tiếng khóc này lại có tiết tấu hoàn toàn giống với cú ngã của Willy nhỉ?
nếu mình không đoán nhầm thì âm thanh này chắc chắn là được phát ra từ cát. Nếu mình cũng nhảy lên thử xem cát có phát ra tiếng hát không. Lily, tiếng hát này là do cát phát ra đấy. Để tớ tra xem nào. Thì ra các vùng cát sẽ tạo ra nhiều âm thanh khác nhau trong những điều kiện nhất định. Đây gọi là cát hát. Điều kiện nhất định là gì vậy? Có nhiều điều kiện khác nhau khiến cho cát hát. Một số là do ma sát với cát, một số do cát tích điện gây ra, thậm chí còn liên quan đến việc giảm áp theo mùa. Mỗi người nói một kiểu, không biết đường nào mà lần. Đến giờ vẫn là một câu đố chưa có lời giải đáp. Thì đây là như vậy. Cuối cùng chúng ta đã phá án rồi. Yeah!